Tụi mình là gì ư? Tụi mình là một nhóm. Tụi mình ở đâu? Tụi mình ở Sài Gòn. Nhiều người thường nói tụi mình toàn chơi trò trẻ con, nhưng đối với tụi mình thì đó là một nghệ thuật. Mình là Nguyễn Huy Tú, mình là quản lý của nhóm Yoyo Accessory. Nhóm mình được thành lập từ năm 2011 và cho đến bây giờ nhóm mình đã có hơn 15 thành viên. Đây được coi là ngôi nhà chung của nhóm và cũng chính là nơi mà tụi mình bán nhiều loại Yoyo từ những thương hiệu có tiếng trên thế giới. Ngoài việc luyện tập, tụi mình cũng thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn Yoyo tại nhiều nơi để quảng bá rộng rãi cho bộ môn nghệ thuật này. Và bạn, nếu bạn là một người mới chơi hoặc chưa biết gì về Yoyo, hãy đến với nhóm và tham gia cùng tụi mình vào sáng chủ nhật hàng tuần vào lúc 9 giờ trên bưu điện thành phố Hồ Chí Minh.